Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc áo sát nách rất là đơn giản, cũng rất là dễ thương. Thì chiếc áo này mình móc cho người size S, nhỏ hơn 45kg nha các bạn. Ở đây mình dùng sợi lace cô tông. Cái sợi này nó nhỏ hơn cái sợi cô tông Việt Nam một chút xíu. Nếu như mà các bạn không có thì các bạn dùng cô tông Việt Nam cũng được. Mình sử dụng là hai cuộn sợi này. Và kim móc thì mình dùng kim 2mm. Ngoài ra chúng ta sẽ cần thêm những cái kim gài để đánh dấu, kim để khâu, kéo để cắt. Thì chiếc áo này á, mình sử dụng phương pháp là móc liền thân, không có khâu ráp thân, mà mình sẽ móc vòng tròn luôn, móc liền thân. Sau đó mình tới phần nách thì mình sẽ chia ra làm hai phần thân và mình móc từng phần thân một và mình khâu ráp ở trên vai. Mình sẽ móc cái phần gấu áo này trước và sau đó chúng ta sẽ móc lên cái phần thân. Cái phần gấu áo này các bạn thấy là nó có cái độ co giãn nè. Và khi chúng ta mặc vào thì nó sẽ ôm cái phần eo của chúng ta ở đây. Nhưng mà cái số mũi thì nó không có giảm hơn so với cái phần thân. Nhưng mà vì có cái phần gấu áo này nó tạo cho cái độ ôm bó vô như thế này thì nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ móc phần gấu áo. Gấu áo thì mình móc mũi đơn. Và chúng ta sẽ móc sợi sau. Móc mũi đơn và móc sợi sau thì nó sẽ tạo thành cái đường gấu như thế này. Ở đây mình móc 12 mũi bính. Các bạn sẽ khởi tạo mũi đầu tiên ở trên kim. Móc 12 mũi bính. Sau khi móc 12 mũi bính thì chúng ta sẽ bắt đầu móc hàng đầu tiên. Các bạn móc lên một mũi bính đầu tiên này là mũi bính lên hàng và móc mũi đơn lần lượt vào 12 mũi bính thì chúng ta sẽ được 12 mũi đơn. Nếu như các bạn muốn cái phần gấu áo mà nó to hơn một chút xíu thì các bạn sẽ gầy cái số mũi này ban đầu nhiều hơn. Có thể là 14 hoặc 15 cũng được. Hàng đầu tiên chúng ta sẽ móc 12 mũi đơn. Quay ngược lại, chúng ta sẽ móc lên hàng thứ hai. Các bạn sẽ móc lên một mũi bính đầu tiên. Và mình sẽ móc vào sợi phía sau này ha các bạn. Các bạn thấy là một cái mũi móc nó có hai cái sợi này, sợi trước và sợi sau, tạo thành một cái chữ V ở trên đầu này. Thì mình sẽ móc vào sợi sau. Mình cũng móc mũi đơn nha các bạn. Móc 12 mũi đơn nhưng mà móc vào sợi sau ha. Đây, mình cứ móc cái sợi sau như thế này cho tới hết cái hàng. Các bạn chú ý là đếm mũi cho đủ nha. Cái phần gấu áo này mình thấy là nó rất là hay, bởi vì mình móc cái số mũi như vậy nhưng mà sau khi móc xong thì nó có cái độ co giãn, áp dụng để móc cổ, móc tay áo đều được. Hàng tiếp theo cũng quay ngược lại, lên một mũi bính và tiếp tục móc mũi đơn. Các bạn sẽ móc mũi đơn, sợi sau. Chúng ta sẽ móc tổng cộng là 180 hàng. Thì ở đây mình chỉ móc mẫu một vài hàng thôi.
các bạn sẽ móc cho mình 180 hàng. Chúng ta cứ móc như vậy cho tới khi mà được 180 hàng thì sẽ bắt đầu ráp nối lại thành vòng tròn và để móc lên cái thân. Thì ở đây mình móc mẫu một đoạn ngắn như thế này thôi ha. Sau khi mà được 180 hàng thì các bạn sẽ nối cái hàng đầu tiên và hàng cuối cùng này để tạo thành vòng tròn. Chúng ta sẽ dùng mũi dời, mũi trượt để nối. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc lên một mũi bính. Hàng này chúng ta vẫn lấy sợi phía sau cùng với một mũi của hàng đầu tiên. Chúng ta sẽ lấy hai sợi cùng một lúc và móc lên một mũi trượt. Tiếp tục lấy sợi phía sau cùng với một mũi của hàng đầu tiên. Chúng ta sẽ móc cho hết 12 mũi. Cái bề mặt mà chúng ta móc cái đường nối này là mặt trái. Hàng đầu tiên của phần thân thì mình sẽ móc ở bề mặt phải. Thì các bạn sẽ lộn ngược cái này ra. Mình sẽ lên hàng đầu tiên của phần thân. Chúng ta sẽ móc mũi kép. Các bạn lên 3 mũi bính. Đây là tính là một mũi kép đầu tiên. Lần lượt các bạn sẽ móc mũi kép vào mỗi một hàng mũi đơn, là chúng ta sẽ móc một mũi kép. Như vậy 180 hàng thì chúng ta sẽ móc tổng cộng được 180 mũi kép. Cứ một hàng là một mũi. Các bạn móc mũi kép cho tới hết hàng đầu tiên. Móc xong mũi cuối cùng thì chúng ta sẽ nối lại với 3 mũi bính đầu tiên này bằng một mũi trượt. Hàng thứ hai các bạn sẽ quay ngược lại và móc ở bề mặt trái của sản phẩm. Cũng lên 3 mũi bính và móc mũi kép lần lượt. Đến cuối hàng thì chúng ta cũng kết với lại 3 mũi bính đầu tiên bằng một mũi trượt. Cứ như vậy các bạn sẽ móc lên phần thân khoảng 21 hàng mũi kép. Mỗi một hàng là 180 mũi. Nếu như các bạn muốn áo nó dài hơn thì các bạn có thể móc cái phần này nó dài hơn. Còn ở đây mình làm kiểu giống như là crop top á, thì khoảng là 21 hàng thì là mình sẽ lên phần chiếc nách. Ở đây thì mình đã móc được 21 hàng mũi kép và độ dài chúng ta đo được từ phần gấu lên tới hàng cuối cùng đây là khoảng là 15 cm. Thì chúng ta sẽ bắt đầu chiết nách. Chúng ta có tổng cộng là 180 mũi thì sẽ chia ra làm hai, mỗi một phần là 90 mũi, thân trước 90 mũi và thân sau 90 mũi. Các bạn lấy cái kim gài các bạn đánh dấu lại để chia ra làm hai phần. Chúng ta sẽ móc phần thân trước. Thì
Đầu tiên chúng ta sẽ chiết nách. Các bạn sẽ móc mũi dời hay gọi là mũi trượt. Chúng ta sẽ không móc lên một mũi bính đầu tiên, mà các bạn sẽ móc mũi dời. Các bạn móc 7 mũi dời. Mục đích mà chúng ta móc mũi dời là vì những cái mũi này chúng ta sẽ không có móc nữa, mà chúng ta sẽ bắt đầu chiết nách từ vị trí này. Từ đây chúng ta sẽ móc lên 2 mũi bính, 1 mũi kép, 2 mũi bính và 1 mũi kép như thế này sẽ tạo thành một mũi giảm. Mũi giảm kép nghĩa là giống như chúng ta hóc móc 2 mũi kép mà giảm thành còn 1 mũi. Và các bạn sẽ tiếp tục móc mũi kép cho tới khi còn lại 9 mũi kép cuối cùng của thân trước. Và ở đây là 9 mũi cuối cùng của phần thân trước, thì chúng ta sẽ móc một mũi giảm kép. Và chừa lại 7 mũi này không móc. Chúng ta sẽ quay ngược lại. Móc lên 2 mũi bính. Một mũi kép. Cũng tạo thành một mũi giảm kép ở đây. Và các bạn sẽ móc mũi kép tiếp tục cho tới khi còn lại 2 mũi cuối của hàng này. Thì chúng ta sẽ móc 2 mũi cuối đó thành một mũi giảm. Như vậy là chúng ta sẽ giảm mũi đều ở hai bên nách. Mỗi một đầu hàng thì chúng ta sẽ giảm một mũi. Và đây là chúng ta đã móc còn 2 mũi cuối cùng của hàng này, thì chúng ta sẽ móc một mũi giảm. Mũi giảm là các bạn sẽ móc mũi kép, nhưng mà các bạn sẽ không lấy hết sợi qua kim, còn chừa lại 2 sợi trên kim như thế này, và sẽ tiếp tục móc mũi kép tiếp theo. Lần cuối cùng chúng ta sẽ lấy hết sợi qua thì chúng ta sẽ giảm một mũi. Hàng tiếp theo các bạn cũng sẽ móc tương tự như vậy. Móc lên 2 mũi bính, 1 mũi kép, tạo thành một mũi giảm. Và chúng ta sẽ móc mũi kép cho tới 2 mũi cuối cùng của hàng, thì chúng ta sẽ giảm 2 mũi cuối đó thành 1 mũi. Các bạn sẽ móc lặp lại như vậy để chúng ta giảm mũi hai bên cho đều. Sau khi giảm mũi được 5 hàng thì chúng ta sẽ bắt đầu móc thẳng lên chứ không giảm mũi nữa. Thì các bạn sẽ thấy là cái phần nách này nó sẽ có một cái đường cong như thế này. Đây là thân trước nha các bạn. Thân trước thì chúng ta sẽ giảm mũi tổng cộng là 5 hàng. Tiếp theo thì các bạn sẽ móc lên 3 mũi bính. 3 mũi bính này là một mũi kép đầu tiên của hàng tiếp theo. Và các bạn sẽ móc mũi kép cho tới hết hàng. Chỗ này chúng ta sẽ không phải là giảm mũi nữa, mà 3 mũi này là một mũi kép. Chúng ta sẽ móc mũi kép cho tới hết hàng, không giảm mũi nữa. Và các bạn sẽ móc tổng cộng là 10cm tính từ cái phần chiết nách này. Các bạn sẽ, bây giờ chúng ta sẽ móc thẳng lên cho tới khi đạt được độ dài là 10cm tính từ phần chiết nách này.
Ở đây thì mình đã móc lên khoảng là 10 hàng không giảm mũi. Và mình đo được là khoảng gần 10 cm. Tính từ cái hàng mà chúng ta chiết nách nè, các bạn đo lên là khoảng 10 cm. Thì tổng cộng từ cái phần chiết nách này chúng ta đã móc 5 hàng giảm mũi và 10 hàng không giảm mũi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu chia ra để chiết cái phần cổ của thân trước. Ở đây chúng ta sẽ móc lần lượt từng bên vai. Mỗi một bên vai thì chúng ta sẽ móc là 20 mũi. Các bạn sẽ đếm 20 mũi và các bạn sẽ đánh dấu lại từ bên ngoài này vào trong. Còn phần chính giữa này chúng ta sẽ không móc. Thì cái phần ở phía mà bên nách này chúng ta cũng sẽ móc thẳng lên chứ không có giảm mũi nha các bạn. Các bạn sẽ móc lên 3 mũi bính và móc mũi kép cho tới cái vị trí mà chúng ta đánh dấu đây là 20 mũi kép. Sau khi chúng ta móc được 18 mũi kép rồi, còn 2 mũi cuối cùng này chúng ta sẽ móc giảm mũi. Quay ngược lại để móc lên hàng tiếp theo. Chúng ta cũng sẽ giảm mũi. 2 mũi bính, 1 mũi kép, tạo thành 1 mũi giảm. Và chúng ta sẽ móc mũi kép cho tới hết hàng. Giảm mũi này cũng tương tự giống như là chúng ta giảm ở phần nách đó các bạn. Ở phần phía bên ngoài nách thì chúng ta cũng sẽ móc thẳng lên chứ không có giảm mũi. Các bạn sẽ tiếp tục móc và giảm mũi ở phía phần trong cổ này. Cuối hàng chúng ta cũng giảm và đầu hàng chúng ta cũng giảm. Đây, cuối hàng thì chúng ta móc giảm. Và đầu hàng thì chúng ta sẽ giảm bằng cách là 2 mũi bính và 1 mũi kép. Các bạn sẽ giảm mũi cho mình khoảng là 7 hàng. Sau khi móc xong 7 hàng không giảm mũi thì các bạn sẽ móc thêm cho mình một cái hàng không giảm nha các bạn. Đó là chúng ta sẽ móc 13 mũi kép ở cái hàng này. Từ 20 mũi chúng ta giảm 7, còn lại 13 mũi kép. Tổng cộng chúng ta đã móc 8 hàng từ cái phần chiếc cổ này. 7 hàng giảm mũi và 1 hàng không giảm mũi là 8 hàng. Hàng tiếp theo mình sẽ tạo cái độ xiên cho cái vai này, chứ mình không có để cho nó thẳng. Thì các bạn sẽ móc cho mình là mũi dời, hay còn gọi là mũi trượt. Chúng ta sẽ móc 4 mũi dời. Ba mũi đơn. Hai mũi nửa kép. Và chúng ta sẽ móc 4 mũi kép. Đây,
các bạn sẽ thấy cái phần vai nó sẽ hơi xiên xuống như thế này. Và các bạn sẽ kết thúc cắt sợi. Như vậy là chúng ta đã xong một cái bên vai. Chúng ta sẽ móc phần vai còn lại. Phần vai còn lại thì chúng ta sẽ nối sợi vào và chúng ta bắt đầu móc. Chúng ta sẽ nối sợi từ cái vị trí mà chúng ta đánh dấu ở đây. Phần vai này thì lúc nãy chúng ta đã móc từ phía nách móc vào. Thì phần vai này chúng ta sẽ móc từ trong này móc ra để cho cái hàng móc này nó giống nhau. Chứ nếu như các bạn mà móc từ phần nách mà móc vào thì nó sẽ bị ngược so với bên này. Nghĩa là nhìn về cái mặt thẩm mỹ của cái hàng móc á, các bạn sẽ thấy nó sẽ không giống nhau. Như vậy chúng ta sẽ phải nối sợi từ cái phần vị trí đánh dấu này. Các bạn sẽ tạo một mũi đầu tiên ở trên kim và chúng ta sẽ nối vào chỗ mà các bạn đánh dấu cái mũi thứ 20. Móc lên thành một mũi đơn. Các bạn sẽ móc thêm một mũi bính. Thì đây giống như là các bạn đã móc hai mũi bính ban đầu này. Và chúng ta sẽ móc một mũi kép tiếp theo, coi như là thành một mũi giảm ở đây. Trong khi móc thì mình giấu luôn cái sợi mà sợi thừa mà lúc chúng ta nối sợi đó. Các bạn sẽ móc mũi kép cho tới hết hàng. Và cũng móc tương tự giống như phần vai bên kia. Thì chúng ta sẽ móc 8 hàng. Trong đó là có 7 hàng giảm mũi ở trong phần cổ và một hàng không giảm mũi. Và sau khi các bạn đã móc xong 8 hàng thì chúng ta sẽ móc cái hàng cuối cùng để cho nó giống như cái phần bên vai này. Các bạn sẽ làm ngược lại. Chúng ta sẽ móc cái phần mũi kép trước ha. Chúng ta móc lên 3 mũi bính. Đây là mũi kép đầu tiên, chúng ta sẽ phải móc thêm 3 mũi kép. Hai mũi nửa kép. Chúng ta sẽ móc ngược lại phần bên kia. Bên kia chúng ta móc mũi dời trước. Thì giờ chúng ta sẽ móc mũi kép trước ha. Và 3 mũi đơn. Bốn mũi dời. Kết thúc và cắt sợi. Các bạn sẽ cắt chừa ra một đoạn để mình may ráp với cái phần vai bên kia ha. Như vậy là đã xong cái phần thân trước. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc cái phần thân sau. Và chúng ta tiếp tục móc phần thân sau ở chỗ mà chúng ta đã chừa lại đây. Thì các bạn lưu ý là phần thân trước chúng ta bắt đầu ở phía nào thì phần thân sau chúng ta sẽ bắt đầu ở phía ngược lại, nghĩa là hai cái bên nách này. Phần thân trước chúng ta móc ở phía bên này qua thì phần thân sau chúng ta sẽ móc tiếp từ phía bên này. Các bạn sẽ nối len vào bằng một mũi đơn, tạo mũi đầu tiên trên kim. Ở phần thân trước thì chúng ta chừa lại ở phần nách này là 7 mũi không móc, thì phần thân sau chúng ta sẽ chừa lại 5 mũi. Các bạn sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5 và chúng ta sẽ nối len vào mũi thứ 6. Móc một mũi đơn. Đây coi như là mũi bính đầu tiên. Móc thêm một mũi bính là thành hai mũi bính. Tiếp tục móc một mũi kép để tạo thành một mũi giảm. Chúng ta cũng sẽ móc tương tự như phần thân trước, đó là giảm mũi ở
hai bên nách. Đầu hàng và cuối hàng chúng ta sẽ giảm đều. Các bạn sẽ móc mũi kép cho tới khi còn lại 7 mũi cuối cùng. Thì chúng ta sẽ móc một mũi giảm và chừa lại 5 mũi không móc, cũng tương tự giống như cái phần thân trước ha. Và đây là 7 mũi cuối cùng của phần thân sau. Chúng ta sẽ móc một mũi giảm và chừa lại 5 mũi này không móc. Tiếp tục hàng tiếp theo, các bạn cũng sẽ giảm mũi, 2 mũi bính, 1 mũi kép, tạo thành 1 mũi giảm, và móc mũi kép cho tới hết hàng. Ở cuối hàng thì chúng ta cũng sẽ móc 1 mũi giảm, tương tự giống như phần thân trước, chúng ta cũng sẽ móc 5 hàng mũi giảm giùm mình ha. Và sau khi mà móc 5 hàng mũi giảm thì các bạn sẽ tiếp tục móc thẳng lên, không giảm mũi nữa. Và ở đây là mình sẽ móc tổng cộng là 5 hàng giảm mũi và 13 hàng không giảm mũi. Nó sẽ cao hơn cái phần thân trước này 3 hàng. Và chúng ta bắt đầu chia ra để móc thành hai vai giống như là phần thân trước. Thì ở đây mình sẽ lấy là 17 mũi. Các bạn sẽ đếm từ ngoài vào trong, và bên này cũng vậy, các bạn sẽ đếm từ ngoài vào trong 17 mũi. Chúng ta sẽ đánh dấu lại và sẽ móc lần lượt từng bên vai giống như là phần thân trước. Chúng ta sẽ móc giảm mũi ở phía trong, bên trong cổ, còn ở phần bên ngoài nách thì chúng ta sẽ móc bình thường, không có giảm mũi. Các bạn móc cho mình là 4 hàng giảm mũi, để chúng ta giảm từ 17 mũi còn lại 13 mũi bằng với lại phần vai của thân trước. Thì khi chúng ta ráp lại nó sẽ đều. Chúng ta móc tương tự giống như là phần thân trước ha. Mình sẽ móc giảm mũi ở phía trong này, khi còn lại 2 mũi cuối nè, mình sẽ móc thành 1 mũi giảm. Và hàng tiếp theo móc 2 mũi bính, 1 mũi kép. Chúng ta sẽ móc tổng cộng là 4 hàng giảm mũi, móc thêm 1 hàng không giảm mũi là gồm 13 mũi kép. Sau đó chúng ta cũng sẽ móc hàng cuối cùng để tạo thành cái đường xéo vai giống như là phần thân trước vậy. Đây mình đã móc 4 hàng giảm mũi và 1 hàng không giảm mũi, 13 mũi kép đây. Hàng cuối cùng chúng ta sẽ móc để tạo thành đường xéo vai. Thì các bạn sẽ móc tương tự giống như phần thân trước. Chúng ta sẽ móc cho nó xéo từ bên trong ra ngoài. Thì bên này, phần này là phần vai này là bên trong, thì mình sẽ móc mũi kép. 3 mũi bính đầu tiên, 3 mũi kép tiếp theo, 2 mũi nửa kép, 3 mũi đơn và 4 mũi dời.
Vậy là chúng ta đã móc xong một bên vai của phần thân sau. Bước tiếp theo thì các bạn có thể kết thúc và cắt sợi, sau đó chúng ta dùng kim để chúng ta khâu ráp vào. Hoặc là các bạn cũng có thể móc ráp hai cái mảnh vai này lại với nhau bằng mũi dời luôn. Thì ở đây mình sẽ móc ráp nó lại với nhau. Các bạn sẽ đặt hai phần vai này trùng với nhau. Móc lên một mũi bính. Và các bạn sẽ lấy cái sợi sau ha các bạn nha. Trên một cái mũi móc này nó có hai sợi nè, nó tạo thành hình chữ V nè. Thì mình sẽ lấy cái sợi phía sau. Sợi sau của phần vai bên này kèm với lại sợi trước của phần vai bên này. Móc thành một mũi trượt. Chúng ta sẽ ráp như vậy cho tới hết 13 mũi của phần vai. Chúng ta sẽ ráp bằng mũi dời hay là mũi trượt đó các bạn. Chúng ta sẽ lấy một sợi phía sau. Ở bên này thì lấy một sợi phía trước. Nếu mà các bạn không móc ráp thì chúng ta có thể lấy kim và may khâu ráp lại với nhau. Cách nào cũng được hết nha các bạn. Các bạn sẽ ráp cho hết 13 mũi nha. Và sau khi ráp xong thì mình sẽ kết thúc và cắt sợi. Rồi là mình đã ráp hai cái vai này lại với nhau. Đây là cái bề mà mình ráp là bề trái. Khi mà lật ngược lại thì các bạn sẽ thấy ở đây là bề phải. Tiếp tục mình sẽ móc cái phần vai ở bên này. Nối len vào và móc giống như là phần thân trước ha các bạn. Mình cũng móc 4 hàng giảm mũi. Một hàng không giảm và một hàng đường xéo vai. Và mình cũng ráp lại giống như bên này. Và sau khi mình ráp xong hai vai thì chúng ta sẽ cho cái bề mặt phải ra bên ngoài. Và chúng ta sẽ bắt đầu móc đường viền tay và viền cổ. Ở đây đường viền thì mình sẽ dùng một mũi kép, một mũi bính, một mũi kép, một mũi bính. Cứ lặp lại như vậy. Các bạn cũng có thể móc mũi đơn không, hoặc là mũi kép không, hoặc là một cái đường hoa văn nào đó các bạn thích để làm cái đường viền này. Nhà mình móc ở đây cái kiểu này thì nó đơn giản thôi. Phần tay thì mình sẽ bắt đầu từ phần chính giữa của nách. Các bạn sẽ tạo một mũi đầu tiên trên kim. Và mình bắt đầu móc từ giữa nách ha. Nối vào bằng một mũi đơn, móc lên hai mũi bính. Đây coi như là một mũi kép đầu tiên. Thì chúng ta sẽ móc thêm một mũi bính và bỏ qua một mũi không móc. Các bạn sẽ móc vào mũi tiếp theo.
một mũi kép, một mũi bính, bỏ que một mũi không móc, móc một mũi kép, tiếp tục một mũi bính, bỏ que một mũi và móc một mũi kép. Tới cái phần chít nách này thì chúng ta cũng sẽ móc một mũi bính và các bạn sẽ móc một mũi kép vào phần đầu dòng, đầu của mũi dòng á. Một mũi bính, tiếp tục móc một mũi kép, một mũi bính, chúng ta sẽ móc vào phần đầu, nghĩa là ở giữa hai hàng á, có một cái mũi ở giữa nè. Và chúng ta sẽ lặp lại như vậy cho tới hết. Khi tới mũi cuối cùng, sau khi móc xong mũi kép thì các bạn sẽ móc một bính. Chúng ta sẽ kết vào cái mũi đầu tiên này bằng một mũi trượt, kết thúc các sợi. Cái phần sợi thừa này thì chúng ta sẽ giấu vào bên trong. Các bạn sẽ dùng kim hoặc là các bạn dùng kim móc để các bạn móc luồn nó vô phía trong này, để các bạn mình sẽ giấu cái sợi này. Mình sẽ luồn qua một vài mũi ở đây. Và mình sẽ cắt cái phần thừa này đi. Phần cổ thì chúng ta cũng viền tương tự như ở phần tay. Và mình cũng bắt đầu viền từ phía sau lưng. Nghĩa là các bạn sẽ bắt đầu từ phần thân sau, để khi chúng ta kết mũi thì nó nằm phía sau lưng. Mình cũng móc tương tự giống như là phần tay, một mũi kép và một mũi bính. Các bạn chọn mũi nào cũng được. Và mình cũng nối lại giống như phần tay ha. Bỏ qua một mũi, một mũi kép, một mũi bính, bỏ qua một mũi kép. Chúng ta sẽ viền cho tới hết cái phần cổ này và kết thúc giống như phần tay. Như vậy là chúng ta đã móc xong một chiếc áo set neck với kiểu rất là đơn giản. Chúc các bạn thành công và chờ đón những video tiếp theo của mình để học thêm nhiều sản phẩm nữa nha.